sản khu vực Nhật Tân, Nội Bài dự báo sẽ tăng giá. Thanh tra việc chuyển đổi đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cư dân Rubyland mòn mỏi chờ sổ hồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin bất động sản ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản, một bản thỏa thuận hợp tác phát triển dự án đô thị Nhật Tân, Nội Bài đã được ký kết giữa tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với một doanh nghiệp Việt Nam. Điều này được nhận định là sẽ thúc đẩy bất động sản khu vực Nhật Tân, Nội Bài phát triển mạnh hơn nữa. Trên thực tế, khu vực chạy dọc trục Nhật Tân, Nội Bài từ trước đến nay vẫn được giới đầu tư bất động sản trong nước đánh giá cao về tiềm năng cũng như sự tiện lợi khi hạ tầng được hoàn chỉnh. Bên cạnh sự tiện lợi do nằm gần sân bay, một số dự án trong khu vực này còn được thừa hưởng những giá trị không đo đếm được của sông Hồng. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 7 dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thứ nhất, 1.092 căn hộ thuộc dự án do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam làm chủ đầu tư. Thứ hai, 869 căn hộ tại dự án chung cư cụm 3 và 4 thuộc khu dân cư Trung Sơn, 6,57 ha, khu 6A, khu chức năng số 6, đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Việt Tâm làm chủ đầu tư. Thứ ba, 760 căn nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu dân cư Long Thới, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư. Thứ tư, 522 căn hộ thuộc khối B3, B4, dự án khu căn hộ đô thị xanh Bình Tân do Công ty Trách nhiệm hạn IDE Việt Nam làm chủ đầu tư. Thứ năm, 68 căn hộ thuộc dự án căn hộ thương mại và văn phòng Sunvina tại số 31-33 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tiến làm chủ đầu tư. Thứ sáu, 476 căn hộ tại dự án khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng tại phường Bình Thuận, quận 7 do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An làm chủ đầu tư. Thứ bảy, dự án chung cư cao tầng tại số 1436 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư. Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoàn gồm các cán bộ của các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ và chuyên viên, thanh tra viên chính của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định. Thời kỳ thanh tra từ năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có thể yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ để làm rõ. Gần nửa năm nay, từ lúc công trình cống ngăn triều Phú Định tại địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh thi công, hàng trăm hộ dân cư trú dọc bến phà Phú Định phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu cả ngày lẫn đêm bởi nhà của họ thường xuyên bị rung lắc dữ dội, nơi nhà sụt lún, trên tường xuất hiện những vết nứt toác. Đây là hiện trạng đang diễn ra tại hàng trăm ngôi nhà trên đường Đinh Anh Tài, phường 7, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ tường nứt, nền nhà và bậc thềm của nhiều nhà cũng bị sụt xuống gần 10 cm. Hiện tượng bất thường này xuất hiện ở hơn 100 căn nhà dọc tuyến đường này từ lúc công trình cống ngăn triều Phú Định tại địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án ngăn triều chống ngập có kinh phí gần 10.000 tỷ đồng thi công. Người dân cho biết khi công trình này đóng cọc thì bắt đầu xuất hiện tình trạng trên. Dù tình trạng lún nứt bất thường này đã xảy ra từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay những đơn vị liên quan chỉ đến đo đạc, ghi nhận hoặc bồi thường chưa thỏa đáng khiến bà con vô cùng hoang mang, lo lắng. Mua nhà đã hơn 8 năm nhưng chưa có sổ hồng, khiến nhiều người dân gặp khó khăn. Đó là tình trạng của cư dân dự án chung cư Rubyland thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do sai phạm của chủ đầu tư là công ty Tân Hoàn Thắng đem thế chấp chung cư tại ngân hàng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ giải chấp tài sản sau khi bán để tiến hành làm sổ hồng cho các cư dân. Phản ánh của phóng viên chương trình Đỗ 24 giờ.
mua căn hộ Rubyland từ năm 2010 và đã thanh toán hơn 90% số tiền của căn hộ. Thế nhưng mãi đến nay, chị Phương vẫn chưa nhận được sổ hồng. Không có sổ hồng, chị không thể nhập hộ khẩu, cũng không thể giao dịch mua bán. Bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mua nhà, để ổn định cuộc sống, và căn nhà nó gắn liền với lại cuộc sống của người dân mà không có giấy tờ ổn định thì cũng rất là hoang mang. Nhưng mình không nghĩ rằng là người dân sẽ bị ra khỏi nhà, không có nơi ở, bởi vì chắc chắn rằng là chính quyền sẽ không để tình trạng này xảy ra. Bây giờ các chủ là về hưu và góp cũng cả cuộc đời mới có được tí tiền còm đấy. Mà bây giờ mua được một căn nhà, bây giờ lại giấy tờ không biết thế nào, vì ngân hàng nó đã kiện ra tòa án rồi. Mà nếu mà nó cưỡng chế, nó thâu nhà thì đúng ra đường ở thật. Theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chung cư Rubyland đã bàn giao nhà từ năm 2009. Thế nhưng sau 8 năm, 280 hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền nhà. Nguyên nhân của tình trạng này là do chủ đầu tư là công ty Tân Hoàng Thắng đã mang dự án thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn với tổng số nợ là hơn 325 tỷ đồng. Đến nay, công ty vẫn chưa giải chấp dù đã bán nhà và bàn giao căn hộ. Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng còn cho thấy chủ đầu tư sai phạm trong xây dựng các hạng mục trường học, khu thể thao. Anh bán nhà cho dân rồi anh còn đi cầm cổ. Thì đây là một hiện tượng vi phạm luật pháp mà hình sự. Cần phải xử lý theo hình sự thì mới giải quyết được. Cho công an điều tra vô làm thì nó lòi ra. Theo các luật sư, việc điều tra sai phạm của chủ đầu tư phải thực hiện khẩn trương. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà. Trong vụ việc này cũng cần xét đến nhiều yếu tố, đó là sai phạm, trách nhiệm của chủ đầu tư đã lợi dụng quy định về thế chấp, về hợp đồng chuyển nhượng không qua công chứng để trục lợi. Đồng thời là vai trò quản lý của ngân hàng khi để xảy ra vụ việc. Có hay không có dấu hiệu hình sự của chủ đầu tư đối với ngân hàng? Bởi vì hiện nay có những cái quan hệ nó xuất phát từ những quan hệ thực hiện một bên trong hợp đồng tín dụng, nhưng có những dấu hiệu mà pháp luật hình sự điều chỉnh thì cần xem xét những dấu hiệu này. Nếu nhà đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật thì không thể có sự xung đột này, không thể có cái chuyện là bên thế chấp sẽ phát văn bản đối với các chủ nhà đã mua hợp pháp. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tới đây thành phố sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ cấp giấy chứng nhận chủ quyền cho các hộ dân tại chung cư Rubyland. Cùng đó, các hạng mục sai phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động. Câu chuyện tại chung cư Rubyland là khá phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong bối cảnh này, người mua nhà cần phải tự bảo vệ mình bằng cách tìm hiểu thông tin kỹ trước khi quyết định mua. Vài năm trở lại đây, mô hình office town dạng căn hộ kết hợp với văn phòng khá là hút khách. Tuy nhiên, do đây là loại hình bất động sản mới, có sự pha trộn về chức năng nên hệ thống pháp lý chưa kịp thời. Đây chính là điều khiến cho cả người mua và người bán còn khá lúng túng trong giao dịch. Sau nhiều năm đi thuê văn phòng ở ngoài với mức giá gần 20 triệu đồng mỗi tháng cho mặt bằng khoảng 30 mét vuông, giờ đây bà Thủy quyết định tìm mua loại hình bất động sản mới đang rất hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh là office town. Với mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng cho căn 35 mét vuông, lại vừa ở được kết hợp với là văn phòng, office town hiện đang rất thu hút những khách hàng như bà Thủy. Tuy nhiên, với loại hình bất động sản khá mới này, khách hàng vẫn còn nhiều băn khoăn khi chọn mua. Thì đầu tiên thì có, nhưng mà nghĩ là 50 năm, nếu mà được 50 năm thì tới lúc đó thì mình có thể mình đổi cái chỗ khác. Nhưng mà nếu mà được dài hạn hơn thì tốt thôi. Là office town được sử dụng thành đăng ký quý phép mới hay là không? Thì trong cái này là phải rõ, thì tạm thời là anh biết là văn phòng đại diện thì không có vấn đề. Nhưng mà khi mình mua hoặc thuê một căn office town lại thành lập một cái công ty mới hoàn toàn có được hay là không? Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có rất nhiều dự án phức hợp bán căn hộ kết hợp với văn phòng. Đơn cử, chỉ riêng Novaland với hơn 40 dự án hiện tại thì có những dự án dành khoảng 20% số lượng sản phẩm để cho loại hình mới office town. Điều này chứng tỏ nhu cầu của khách hàng với loại hình này rất lớn. Song,
loại hình căn hộ văn phòng vẫn chưa được chính thức công nhận trong hệ thống pháp lý, nên việc phát triển loại hình này vẫn còn gặp vướng mắc. Thì ở Viettel, những cái quan tâm nhất của khách hàng đó là thời gian sở hữu. Thì bên Novaland khi mà bán cho khách hàng cũng tư vấn rõ rằng Viettel này nó sẽ sở hữu là 50 năm, chứ nó không phải là sở hữu lâu dài giống như căn hộ. Đối với những khách hàng mà lần đầu tìm hiểu Viettel và chưa có đầu tư nhiều thì họ khá là lấn cấn. Cái đó là cũng một trong những cái yếu tố mà họ đang phân vân quyết định không có đi đến quyết định mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các dự án Viettel nằm ở khu vực ngoài trung tâm. Theo dự báo, đến cuối năm 2017 sẽ có khoảng gần 8.000 căn. Khi cung và cầu, loại hình căn hộ văn phòng là rất lớn, thì cả người bán lẫn người mua Viettel vẫn đang chờ đợi cơ quan chức năng có thông tư hướng dẫn cụ thể để trả lời những câu hỏi như Viettel có được sở hữu lâu dài hay không, người mua có được cấp sổ hồng hay không, có được đăng ký hộ khẩu hay chỉ được đăng ký tạm trú tạm vắng. Thưa quý vị, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hay hợp đồng vay vốn là những loại hợp đồng thường được các chủ đầu tư bất động sản sử dụng để lách luật bán nhà khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Người mua nhà tham gia vào dự án phát triển nhà ở với tư cách là nhà đầu tư góp vốn nên họ chỉ được hưởng lợi nhuận khi việc kinh doanh có lợi nhuận. Hình thức này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro với khách hàng. Trong tiểu mục tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra một vài lưu ý với quý vị khi mua nhà theo hình thức này để tránh những rủi ro đáng tiếc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đỗ 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cũng xin được gửi về email đỗ24h@vtc.gov.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ Ban biên tập chương trình Đỗ 24 giờ kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.